Công nghệ hiện đại giúp cuộc sống của phụ nữ thoải mái hơn, nhưng cách giặt tại vết bẩn vẫn chưa thay đổi. Nay công nghệ bột giặt tiên tiến thế giới đã có mặt tại Việt Nam. Giới thiệu Omo tẩy an toàn, tẩy sạch vết bẩn khó giặt mà không còn cần dùng thuốc tẩy thường. Chẳng cần dò nhiều mà vết bẩn cũng sạch trơn, không còn chút vết bầm nào nữa, chỉ thấy màu áo sáng đẹp hơn. Thật dễ chịu, đúng là bột giặt lý tưởng. Giờ thì bạn đã có phương tiện hiệu quả cho việc giặt tẩy.